đội tuyển mạnh nhất đấu trường danh vọng. 3 chiếc vé vươn ra thế giới. Một chiếc vô địch duy nhất. Và có lẽ là mọi thứ đã chấm hết đối với Everybody Funky. Và con Bách phải tốc tiến trở lại để có thể không bị hạ gục, nhưng mà đi vẫn cứ ném bom vào như thế này. Liệu Khiên và Cương Danh Vọng sẽ gọi tên những nhà vua trong quá khứ hay sẽ là một cái tên mới? Hãy đón xem vòng chung kết đấu trường danh vọng mùa đông 2021 bắt đầu từ 17 giờ ngày 4 đến 7 tháng 11.